khoảng 22 giờ tối 16 tháng 10 năm 2018, tại trạm cảnh sát giao thông An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, đội quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Phú Yên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Yên dừng xe 92C11078 do tài xế Nguyễn Hà Phú ở xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam điều khiển để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe này chở 264 chai rượu ngoại, mang nhiều nhãn hiệu khác nhau nhưng không có hóa đơn chứng từ. Ngoài ra, trên xe này còn có các hàng hóa khác cũng không có hóa đơn chứng từ, gồm 48 hộp còi xe ô tô, 60 hộp miếng dán, 108 hộp tân dược và 1.109 kg phụ kiện may mặc, gồm chỉ, đai, khóa kéo. Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để xử lý theo quy định của pháp luật.